Hello các bạn, giới thiệu với các bạn ba con chim, một cặp vàng và một con lưu mái các bạn nhé. Về đặc điểm ba con chim này thì con trống vàng rất đẹp, các bạn thấy có cái đuôi kiếm rất là đẹp nhé. Con vàng này là DF các bạn, còn con mái vàng thì ngực trắng đầu đỏ. Con này thì nó đang thay lông nhưng mà cũng gần xong rồi. Cặp này thì trên 9 tháng tuổi các bạn nhé. Mình đang ghép cho nó sinh sản nhưng mà nó con mái thì nó thay lông lần thứ hai. Lần thay lông thứ hai này thì nó thay ít thôi. Cho nên là các bạn thấy nó cũng còn vài cọng mà nó chưa ra hết được. Còn đối với con lưu này thì đặc điểm con lưu này thì cái đầu nó hơi xám mà có xám đen đấy các bạn, có một ít đen. Cho nên xét về mặt thẩm mỹ thì cái đầu nó không được đẹp lắm. Nó đen không ra đen mà xám không ra xám, nhưng phần kem ấy, cái phần kem nó nhiều hơn cái phần đen. Cho nên là cũng có thể gọi con máy lưu này là đầu kem cũng được. Cái đặc điểm thứ hai là nó hơi nhỏ con chút. Tuy nhỏ con nhưng mà nó nếu mà xét về size thì nó cũng là size trung. Ngực tím các bạn. Con lưu này thì đã hoàn thành lông rồi, nó đang tới tuổi sinh sản. Con lưu này chắc cũng vài tháng nữa sinh sản được rồi. Lưu mái. Nói chung là con lưu này thì nó size nó thì không to lắm. Nó hơi nhỏ. Cái đầu nó thì đầu kem nhưng mà có hơi đen. Không đẹp lắm. Nhưng mà nó rất mạnh khỏe các bạn nhé. Nó rất là mập, rất là mượt. Đặc biệt là cái cặp vàng này thì mình rất ưng ý, nhất là con trống vàng. Con trống vàng này thì rất là phải thế con chim trống. Cái đuôi nó rất là đẹp, rất là nam tính. Nhưng mà đầu nó thì đầu xám các bạn nhé. Cái ngực nó thì hơi dở một chút, cái ngực nó thì tím nhưng mà tím nhạt chứ không phải trắng, không phải trắng tinh mà cũng không phải tím đậm. Phần lớn là cái loại này thì cái màu ngực tím nó là như vậy, tím thì tím hơi nhạt một chút. Đầu thì đầu xám. Đầu size rất to các bạn, con trống vàng này size rất ok. Còn con mái này thì cũng khá đẹp, con mái này nó hoàn chỉnh cái bộ lông nó thì nó rất là đẹp. Ngực trắng và trắng tinh nhé, đầu đỏ. Rồi bạn nào có ưng ý ba con chim này thì cứ liên hệ với mình qua số Zalo 0372 545677. Hoặc là các bạn comment trên cái clip này cũng được, mình sẽ đăng trên cái kênh YouTube của mình để các bạn tham khảo. Đấy là cái đặc điểm của ba con chim mình giới thiệu với các bạn. Bắt ra để mình quay nó cho nên là nó hơi nhát. Cái con chim mái nó hơi nhát các bạn, cho nên là các bạn thấy nó bay loạn xạ. Chỉ còn con trống và con mái lưu thì nó hơi dạng chút. Nói chung là ba con chim này thì rất là khỏe mạnh các bạn nhé, không tật lỗi gì cả. Là nó không quá mập mà nó không ốm. Thế là mình rất là cân đối về mặt dinh dưỡng đối với ba con chim này. Rồi hy vọng các bạn sẽ xem. Nếu có ưng ý thì cứ liên hệ với mình qua số Zalo mà mình vừa đọc cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái phần giới thiệu ba con chim này của mình. Chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.